đi chơi cánh đồng hoa nhưng bạn lại chụp như thế này. Đi sang một góc 45 độ và ngồi xổm xuống. Phóng to 2,5x, tránh bối cảnh lộn xộn. Bật chế độ chụp chân dung, phóng to 3x, tạo dáng và chụp. Nâng camera lên cao, tư thế ngồi tạo thành một đường chéo. Xoay ngang điện thoại, chụp 3 bức ảnh rồi ghép lại nâng camera lên tránh khung cảnh lộn xộn